Với chi phí khoảng hơn 2 triệu thì liệu mình có thể mua một chiếc máy hút bụi công nghiệp nào bền, khỏe mà hút bụi tốt không ta? Có ngay, với mức chi phí đó thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu cho mình chiếc máy hút bụi công nghiệp 30 lít công suất 1.500W giống như chiếc Super Clean SC30 ngay bên cạnh em đây. Đây là chiếc máy sẽ rất phù hợp với các gara, trung tâm bảo dưỡng xe cộ này, hay là các nhà hàng, khách sạn, nhà máy có quy mô từ khoảng 180 đến 200 mét vuông. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về chiếc máy hút bụi công nghiệp này nhé. Đầu tiên về cảm nhận bên ngoài thì chúng ta có thể thấy chiếc máy này có cấu tạo cũng khá là tương đồng với các mẫu máy hút bụi công nghiệp khác trên thị trường thôi. Phía trên này chính là đầu máy với motor bên trong này. Chiếc máy này sẽ sử dụng motor được quấn 100% lõi đồng nha. Bên ngoài chính là công tắc luôn. Còn phía bên dưới này chính là thùng chứa. Thùng chứa này thì có dung tích là 30 lít, cho nên là chúng ta sẽ đựng được một lượng lớn bụi bẩn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên là nếu như anh chị sử dụng thì khi mình hút đầy khoảng 2/3 là mình nên đổ nữa nha. Phía trước này chính là vị trí chúng ta cắm ống hút này. Bên dưới vẫn là hệ thống bánh xe đa chiều giúp mình có thể dễ dàng di chuyển máy trong lúc làm việc. Còn phía sau là một cuộn dây điện rất là dài. Đó, mình có thể gác dây điện lên đây. Rồi chúng ta bây giờ sẽ cùng tìm hiểu bên trong nhé. Mình sẽ mở ra. Đây chính là phần bên trong của máy. Motor ha. Đây là túi lọc bụi. Đó, một chiếc túi lọc bụi bằng vải. Túi lọc này thì có tác dụng là sẽ ngăn các loại bụi mịn bay ngược vào bên trong motor để bảo vệ motor cũng như là không giúp cho bụi không bị phát tán ra bên ngoài nha. Với chiếc túi này thì mình có thể giặt lại và sử dụng lại. Tuy nhiên là khi hút nước thì mình sẽ bỏ ra nhé. Đây chính là toàn bộ phụ kiện đi kèm máy. Chúng ta sẽ có một ống nối mềm này. Đó. Hai ống dẫn hướng inox. Bàn hút bụi. Bàn hút nước. Đây là đầu chổi khe và đầu chổi tròn. Hai chiếc đầu chổi này thì mình sẽ hút bụi ở những vị trí như là ở các ngóc ngách, các khe hẹp này, hoặc là hút bụi trên ghế sofa, rất là tiện nha. Rồi bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh chị chi tiết cách lắp phụ kiện này vào máy nhé. Sau khi lắp xong thì anh chị sẽ kết nối máy với nguồn điện và mình bật công tắc là có thể hút được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lực hút thực tế của chiếc máy này như thế nào nhé. Bật công tắc lên. Hút luôn. Wow. Hút bụi rất là nhanh nha mọi người. Sạch luôn trong một đường. Quá là mạnh luôn đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài test với hút nước nha. Anh chị thấy sao ạ? Cá nhân em thì đánh giá lực hút như vậy của chiếc Super Clean SC30 này là thực sự ấn tượng rồi. Với mức công suất là 1.500W thì em tin rằng chiếc máy này sẽ giúp anh chị xử lý vụn rác hay là bụi bẩn trong các nhà máy, xưởng sản xuất, khu văn phòng, giúp cho công việc của anh chị trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như anh chị cũng cảm thấy chiếc máy này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy nhanh tay gọi điện thoại trực tiếp tới số hotline hoặc là để lại thông tin liên hệ bên dưới để được nhân viên hỗ trợ mua hàng với mức giá ưu đãi nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.